mấy bạn ơi. Đây là nho Mỹ nè. Có 98 sen một bao. À, mình sẽ mua một bì cho thử. Đó, nó ngon vậy đó. Ngon lắm, mình mua bì. Ngon để dễ mà ở Việt Nam mất nhiều. Bên đây. Bì để được đó nha. Còn đây là cái bì nho hồi nãy mình mua ở ở chợ ở đó. Mình nói có 98 sen một bao. Cái bì này thì ra mình về mình coi cái hóa đơn tính tiền nó có 2 đô à. Chắc khoảng 45 hay 46 đồng tiền Việt Nam. Còn mình mua ở chợ KG nha mấy bạn. Đó. Nó chưa rửa chưa đâu gì hết. Mới mang về đó. Để mình đổ ra mình rửa rồi mình chưng lên chưng nó lên dĩa cho các bạn coi. Đổ ra thấy chắc nó cũng đẹp lắm. Đó. Đây. Cái dĩa nho mình đã đỡ rửa sạch sẽ lâu rồi đó. Lâu. Để cho nó khô rồi đó. Trái nho nó múp. Mình thì mùa trái cây thì mùa nào thì mình ăn trái cây mùa đó. Như ở đây thì ở bên Mỹ này thì chuẩn bị đang là mùa xuân với mùa hè đó. Mùa thu trái cây nó cũng rẻ lắm. Trời ơi, mùa hè nhất là mùa hè nó rẻ, nhất là nho với dâu tây á, strawberry á, rẻ lắm. Lúc nào có cũng hơn đồng, 2 đồng đồ vậy á, bao vậy á. Mình á thì sống mùa nào mình ăn trái cây mùa đó. Mùa đông giá lạnh á, nó ít trái cây á thì mình cũng ăn cam. Mình ăn cam tại cam thì ở dưới mấy cái miền nắng nóng á họ chuyển lên. Nho thì ở trên này họ cũng trồng. Rồi có nho của Chile rồi nó nhập qua nữa. Nhưng mà mình thấy cái nho này nó ngon. Trái nó múc mép vậy. Mình rửa sạch dày, mình để dày xong rồi. Có lúc thì mình ăn dĩa nho dày hai mẹ con mình ăn hả? Hơn ngày. Thôi lúc thì ngồi ăn tì tì, có lúc á thì ra vô bóc một trái. Nhiều lúc mình ăn thay cơm nó vậy á, rửa sạch để nó lên vậy. Bạn nào thích thì đăng ký kênh của mình với nha, để ủng hộ mình với. Mình cảm ơn mấy bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Đó. Cái dĩa nho của mình đó. Cho cặn cặn luôn. Thôi, tạm biệt mấy bạn nha.